Xin chào các bạn, chào mừng quay trở lại Nghiên Cứu Máy Tính. Hôm nay mình sẽ tiếp tục mở hộp một món đồ mình mới đặt ở trên Shopee về. Mình sẽ phép mình được che cái đơn hàng với lại các địa chỉ mình ra nha. Đây, nội dung của nó là một bộ nguồn máy tính Orient 500W ATX 500 bảo hành 36 tháng. Bây giờ mình sẽ mở hộp ra nhé. Tí mình sẽ test thử luôn cho các bạn xem là có đáng mua cái bộ nguồn này không. Cái số tiền đấy. Cái này nó sẽ là một cái bộ vỏ khác, cái shop đóng gói cho mình cái vỏ khác. Cái vỏ là cái vỏ xịt. Ở đây là sản phẩm của ta đây. Cái này là cái thông tin bảo hành nhé, thông tin đơn hàng đó. Đây sản phẩm của ta đây. Ta gồm có một cái dây kết nối nguồn này, một bộ nguồn này, còn có dây cái bọc kín sẵn rồi đây. Công suất của nguồn đây. Orient ATX 500 điện áp vào 115V đến 230V 10A trên 6A. Rồi điện áp ra 3V, 5V, 33V, 5V, 12V max 15A. Rồi xóa cái bọc, mình sẽ mở ra luôn. Các bạn chú ý nhé, cái này nó sẽ không có cái đầu dây để cắm vào cái nối hoặc cái cạc hình đâu. Các bạn phải có cái đầu rồi. Đây. Đây là cái bộ nguồn người ta để dây. Nhưng cái dây đây này, các bạn muốn cắm một cái cạc cạc hình các bạn phải mua thêm một cái chân này để nối vào cái này. Còn cái đầu bốn chân này là đầu CPU nha các bạn nhé, cấp nguồn CPU là con này. Con này mới là con cấp 6, chân này mới là cấp cạc hình nhé. Đây chúng ta gồm có hai chân ổ cứng này, chân ổ cứng nữa đây, còn nhiều chân đấy. Rồi con này cấp thẳng là nguồn, bây giờ mình sẽ test thử nhé. Test thử xem nó có chạy không. Ok, ta kiếm một cái đoạn dây để cho nó nối điện này được. Ta cắm một cái chân màu xanh lá với một cái chân màu đen nhá, bên cạnh luôn để nối đây, chân màu xanh lá ấy nhá. Đây nhá, một xanh lá nhé. Ok, bây giờ ta cắm cấp nguồn vào nhé, xem quản nó quay được à. Nguồn ok. Nó quạt quay âm này. Đây xem tí điện này. Nghe nhá. Quạt quay nhá các bạn nhá. Đấy, êm ru. Giờ cái nguồn này là các bạn phải test này nhá. Rồi mình tháo này ra. Đó, quạt dừng ngay.
cái video mình hướng dẫn bạn test nguồn từ hôm trước mình có một cái video đấy. Vậy là cái nguồn ok. Video mình xin tạm dừng tại đây. Các bạn nhớ like, chia sẻ rồi đăng ký kênh của mình nhé. Chào các bạn.